Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Chúc các bạn vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Hôm nay, Tử Vi Cải Mệnh sẽ chia sẻ với các bạn một số biện pháp phong thủy để cải thiện quan hệ vợ chồng, giúp cho cuộc sống lứa đôi ngày một hài hòa hơn. Vợ chồng lấy nhau nhiều lúc là do duyên, do số mệnh của chúng ta quy định phải lấy người như thế. Cho nên, chuyện có nhiều cặp vợ chồng không hợp tuổi, hợp mệnh, làm ăn khó khăn hay đấu khẩu hoặc ốm đau bệnh tật cũng là chuyện hết sức bình thường. Rất khó có thể chọn được người có tuổi phù hợp với mình, bởi vì nếu dễ chọn như thế thì đã không còn gọi là số nữa. Tuy nhiên, khi rơi vào tình trạng vợ chồng không hợp nhau, ngoài việc tính toán về sinh thần, bát tự cho thật kỹ để tìm ra những biện pháp hóa giải, thì các bạn vẫn có thể áp dụng những biện pháp phong thủy chung dưới đây để phần nào hóa giải bớt những điều xấu đang xảy ra trong gia đình của mình. Tránh để đầu giường xuất hiện hiện tượng bức hổ. Bức hổ tức là phía bên phải chỗ nằm không nên quá sát vào tường, tủ, nếu không sẽ dễ xảy ra tình trạng đồng sàng, dị mộng. Tránh để phòng ngủ nằm quá sát vào góc tường nhà khác để hóa giải tình trạng hay cãi nhau. Góc tường nhà khác giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào phòng ngủ hoặc ngôi nhà, làm cho người trong nhà hay cãi nhau. Không để vung nồi bừa bãi trong nhà, cần xếp sắp gọn vào nhà bếp, vì các vung nồi có khí khô, nóng dễ làm cho hai vợ chồng sống kém hòa thuận. Tránh để phía trên giường nằm có xà nhà. Xà nhà tựa như phân chia đường nằm thành hai đoạn, không lợi cho giấc ngủ và vận mệnh của hai vợ chồng. Tránh để giường nằm đối diện với cửa ra vào. Từ ngoài cửa đã nhìn thấy giường nằm là không tốt, nó làm cho giấc ngủ kém ngon và sinh hoạt vợ chồng kém thú vị. Giường nằm nên đặt ở góc khuất, không tiện cho người đứng ngoài cửa đứng nhìn thẳng vào. Giường nằm đối diện với cửa lớn thường nhận phải khí và từ trường xấu. Đồng thời, trong phòng không nên bày nhiều đồ vật có góc nhọn. Vật nhọn sẽ làm cho hai vợ chồng như chui vào sừng trâu, dễ sinh ra bất hòa. Hai bên trái phải của đầu giường không nên có góc nhọn của ghế hoặc của tủ chĩa vào. Làm như vậy để tránh xảy ra tình trạng hai vợ chồng cảm thấy bất an và dễ sinh ra cãi nhau, thậm chí ghét bỏ nhau. Tránh dùng giường quá hẹp và mềm yếu. Về phong thủy, giường quá hẹp làm cho thân thể hai người bài xích nhau, bất lợi cho tình cảm đôi bên. Giường yếu sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng nghiêng, ngả, ọp ẹp không tốt. Không để giường nằm đối diện với toilet. Toilet là nơi sinh ra khí ô uế, dễ làm cho hai vợ chồng xích mích, cãi nhau. Tránh để giường nằm đối diện với gương. Theo phong thủy, gương soi có sức phản xạ cực mạnh, nên khi hai vợ chồng nằm ngủ sẽ dễ nhìn thấy hình ảnh quái gở của nhau. Như vậy sẽ gián tiếp làm cho tinh thần con người căng thẳng. Nếu nghiêm trọng sẽ gây ra cảm giác lo sợ, ngủ mê, thấy ác mộng, giấc ngủ không ngon. Ánh đèn trong phòng ngủ phải dịu mát. Ánh sáng đèn tránh u tối quá, vì như vậy sẽ làm cho con người u uất, tâm tình kém vui. Ánh sáng đèn trong phòng ngủ cũng không nên sáng quá, dùng màu sắc hòa dịu, dễ làm cho tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó. Trong phòng ngủ nên bài trí ảnh chụp chung cả hai vợ chồng và nên có những vật phẩm thành đôi, dễ làm cho hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc. Khi bài trí ảnh cưới của hai vợ chồng, nên chú ý đến phương vị cát lành, hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam trong phòng ngủ tượng trưng cho quan hệ vợ chồng, nên bố trí ảnh cưới hoặc những vật thể đẹp, lãng mạn tại các hướng đó. Tuy nhiên, không nên treo những ảnh người đẹp, nam điển trai, nữ duyên dáng trong phòng ngủ, vì nó dễ làm cho hai vợ chồng sinh ra tơ tưởng lăng nhăng. Không nên treo ảnh cưới ở bên phải giường nằm, vì theo phong thủy, nơi đó là bạch hổ vị, bất lợi cho hôn nhân. Bên trái giường là thanh long vị, có tác dụng làm cho cuộc sống lứa đôi được hạnh phúc. Phòng khách là nơi chủ yếu dùng để tiếp khách. Cá tính của chủ nhà thường được thể hiện rõ qua cách bài trí, trang hoàng phòng khách. Nhiều người thích treo ảnh cưới của hai vợ chồng ở nơi nổi bật nhất trong phòng khách. Theo phong thủy, hướng Tây Bắc của phòng khách tượng trưng cho người chồng, hướng Tây Nam tượng trưng cho người vợ. Treo ảnh cưới ở hướng Tây Bắc có hàm ý nói chồng tôn trọng vợ và tình cảm vợ chồng gắn bó. Ở hướng Tây Nam có hàm ý nói người vợ rất trung thủy, quyết định chọn đời với chồng. Vị trí treo ảnh cưới tốt nhất nên treo ở phía trên ghế đi văng tại phòng khách hoặc trên tường hành lang. Như vậy vừa đẹp mắt vừa tăng thêm không khí đầm ấm trong gia đình. Các bức ảnh nên dùng khung ảnh cùng cỡ và treo cách nhau 5-6 cm. Ảnh gia đình tượng trưng cho hạnh phúc đầm ấm của cả nhà, có thể treo ở các phương vị đã nói. Ảnh gia đình có hàm ý mọi người trong nhà đều mong cho vợ chồng chủ nhà hạnh phúc bền lâu, nên treo ở chỗ dễ nhìn thấy. Cải tạo màu sắc trong nhà cũng có thể giúp ích cho hôn nhân. Về màu sắc thì nhiều lúc còn phải dựa vào tuổi của gia chủ và của các thành viên trong gia đình. Nhưng vẫn nên tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản, tránh gặp rắc rối, vừa tốn tiền, vừa chuốc lấy sự phiền muộn. Vậy nên tránh những màu sắc nào? Màu sắc u tối, xám xịt trong nhà sẽ sinh ra nhiều âm khí, chủ nhân sẽ mắc chứng tiêu cực, người nhà không được bình an. Màu sắc nhà ở tím đậm làm cho ta chói mắt, không tốt. Màu hồng nhạt là hung nhất, nó làm cho con người trong nhà sinh ra nóng vội, dễ cãi nhau. Đối với cặp vợ chồng mới cưới, tuy màu hồng nhạt có vẻ lãng mạn, nhưng chỉ một thời gian sau, cả hai vợ chồng sẽ thay đổi tính nết, dễ cáu giận và hay cãi nhau, có thể dẫn tới tình trạng ly hôn. Màu này còn có thể sinh ra bệnh thần kinh. Trong xã hội hiện nay, nhà ở có màu xanh đậm cũng làm cho chủ nhân sinh ra uể oải, kém ý chí phấn đấu. Màu vàng đậm thì dễ làm cho con người sinh ra phiền muộn, bồn chồn, lo lắng vẩn vơ, do đó trong đầu óc dễ sinh ra ảo giác. Người có bệnh thần kinh càng cần phải tránh dùng loại màu sắc này. Màu da cam tuy sinh ra nhiều sinh khí và gây cho ta có cảm giác hòa dịu, nhưng trong nhà dùng quá nhiều màu này cũng dễ làm cho mọi người có cảm giác phiền muộn. Màu sắc thích hợp nhất đối với các phòng trong nhà là màu sữa, màu ngà voi và màu trắng. Ba màu đó đều làm dịu mắt. Màu nâu của gỗ là rất thích hợp, nó làm cho ta dễ có linh cảm sáng suốt, đặc biệt văn phòng làm việc nên dùng màu này. Khi dự kiến hoặc phát hiện thấy nguy cơ hôn nhân đổ vỡ, ta có thể khắc phục bằng các biện pháp sau. Đầu tiên là chúng ta phải tự kiềm chế. Cả hai vợ chồng đều cần nhận rõ tính chất giai đoạn của nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân, cố đạt được sự hiểu biết chung, chú trọng lời ăn tiếng nói và mọi hành động cử chỉ của mình, mở rộng tấm lòng khoan dung, thông cảm, tránh xúc phạm đến tình cảm của nhau. Những yếu tố về ly hôn trong mệnh lý chỉ có nghĩa là quan hệ vợ chồng dễ xảy ra đổ vỡ hoặc có nguy cơ đổ vỡ. Nhân tố con người, tức sự cố gắng khắc phục của hai vợ chồng mới có ý nghĩa quyết định. Và dĩ nhiên rồi, các bạn hãy cố vận dụng những cái biện pháp phong thủy, điều chỉnh lại trạng thái phong thủy của nơi cư trú để giúp cho tình cảm vợ chồng thêm hòa hợp, xóa bỏ mọi hiện tượng xấu về phong thủy trong nhà. Nếu chồng mình có tính lăng nhăng, thì các chị em có thể vận dụng biện pháp phong thủy dưới đây. Trước hết, chớ có để chồng nằm ngủ ở phương vị sinh ra nhiều sinh khí, vì sinh khí làm cho tinh lực quá dồi dào. Vậy, vị trí giường nằm tốt nhất nên đặt ở đâu? Nên đặt giường ở phương vị diên niên, trường cửu. Nếu căn phòng không cho phép, đặt giường ở phương vị diên niên, chỉ cần thay đổi vị trí gối đầu cũng được. Cách xác định phương vị diên niên dựa vào quẻ mệnh tuổi của người chồng, rồi đối chiếu phương vị trong nhà sẽ biết diên niên ở đâu. Các bạn cũng không nên bố trí đèn sáng và quạt trần ở phía trên của giường nằm. Trước khi ngủ, tất nhiên phải tắt ngọn đèn chính, nhưng rất có thể hai vợ chồng đi ngủ khác giờ nhau. Người đi ngủ muộn mà vẫn để sáng đèn chính sẽ làm cho người đi ngủ sớm không ăn giấc. Tình trạng đó diễn ra lâu ngày sẽ có hại cho tình cảm của đôi bên rồi nảy sinh sóng gió. Quạt trần mà bố trí ở phía trên giường nằm sẽ sinh ra sát khí lớn. Khi quạt chạy, cánh quạt quay tít giống như có người múa kiếm trên đầu, rất có hại cho giấc ngủ ngon và tâm lý con người. Đèn trong phòng ngủ quá sáng cũng dễ làm cho hai vợ chồng bất hòa. Ánh sáng trong phòng khách và phòng ngủ cần có cường độ khác nhau và theo nguyên tắc khách sáng, mình tối, tức là phòng khách sáng hơn phòng ngủ. Phòng khách chủ ngoại, phòng ngủ chủ nội, ngoại thuộc dương, nội thuộc âm, dương chủ quang minh, sáng sủa, âm chủ u ám. Phòng khách là nơi tiếp khách và cả nhà hay ngồi quây quần chuyện trò nên cần sáng sủa. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, chỉ cần có ánh sáng vừa phải và dịu mắt. Khi phòng ngủ có ánh sáng cường độ cao, can hỏa sẽ rất vượng, tính tình khó hiền hòa, làm cho hai vợ chồng dễ cãi nhau, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Không cải thiện được tình trạng đó, can hỏa sẽ tăng cao, làm cho tính tình của con người kém hiền hòa, hai vợ chồng dễ cãi nhau, tình cảm vợ chồng sẽ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Hơn nữa, khi giấc ngủ kém ngon, cảnh lãng mạn lứa đôi cũng bị ảnh hưởng. Quan hệ vợ chồng sẽ dần dần phai nhạt, sự kết hợp âm dương của hai vợ chồng sẽ mất hài hòa. Để tránh tình trạng xấu nói trên, có thể dùng rèm tre, giảm bớt cường độ ánh sáng. Phòng ngủ của hai vợ chồng đối diện với cửa nhà xe, hoặc là gara ô tô, hoặc với lối ra của ô tô nhà xe sẽ phạm phải ám khẩu sát và sẽ gây ra tình trạng đôi co, xích mích với người khác. Cửa nhà xe khi đóng khi mở giống như một cái miệng đang hoạt động, lối ra vào nhà xe càng rộng và sâu giống như một cái miệng lúc nào cũng mở rộng toang hoác, làm cho phòng ngủ ở vào thế yếu kém. Như vậy gọi là ám khẩu sát, dễ gây ra tình trạng đôi co, xích mích, ảnh hưởng xấu tới quan hệ vợ chồng. Cách hóa giải tình trạng này là sử dụng các vật phẩm phong thủy trấn sát như kính bắt quái, sơn hải trấn sẽ không đủ sức triệt để hóa sát. Tốt nhất nên thay đổi vị trí của phòng ngủ hoặc mời chuyên gia phong thủy trợ giúp. Có những điều khác nên kiêng kỵ khi trang trí phòng ngủ. Đại kỵ treo ảnh cưới ở đầu giường vì đầu sát bị đè, bất lợi tình cảm vợ chồng. Đại kỵ treo gương ở phòng ngủ vì phản quang sát. Đại kỵ đặt tượng quái dị, mặt nạ kinh dị vì hung sát. Đầu giường đại kỵ đặt lọ hoa vì hung sát đào hoa, vợ hoặc chồng có người tình. Đầu giường đại kỵ đặt dưới cửa sổ, vợ chồng ngoại tình. Đại kỵ chọn phòng ngủ ở trên tầng, bên dưới là bàn thờ, toilet. Đại kỵ cửa phòng hai cánh vì nhị hắc sát. Từ góc độ phong thủy, một số vật trang trí trong nhà cũng có thể mang đến sự hòa thuận, yên ấm cho đời sống vợ chồng. Những vật phẩm nào có tác dụng hỗ trợ và thúc đẩy cuộc sống hôn nhân của bạn và nên đặt chúng ở đâu? Đó là những câu hỏi thường gặp của rất nhiều cặp vợ chồng mong muốn có được không khí ấm áp, hạnh phúc khi chung một mái nhà. Nếu tình cảm giữa hai người hay khúc mắc, bất hòa, có thể bài trí tượng gỗ, hình hòa hợp nhị tiên cũng có tác dụng rất tốt. Vẫn là hướng Bắc, bài trí một chậu cây quân tử cũng có thể giúp cho tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng. Tuy nhiên, không nên đặt hoa khô ở vị trí này bởi nó có tác động xấu đến hôn nhân. Trong phòng ngủ cũng không nhất thiết phải bài trí vật ở hướng Bắc, mà các hướng khác cũng hỗ trợ đắc lực trong việc thúc đẩy hạnh phúc hôn nhân. Dựa vào tuổi của người chồng để tìm được hướng tốt cho tình cảm vợ chồng. Tùy thuộc vào hướng tốt, hướng đào hoa để đặt những vật phẩm phong thủy phù hợp. Đối với người cầm tinh, Dần, Ngọ, Tuất, hướng đào hoa là hướng chính đông. Người cầm tinh, Thân, Tý, Thìn, hướng đào hoa là hướng chính tây. Người cầm tinh là Hợi, Mão, Mùi, hướng đào hoa là hướng chính bắc. Người cầm tinh là Tỵ, Dậu, Sửu, hướng đào hoa là hướng chính nam. Nếu treo chuông gió đầu giường bên phía chồng thường nằm sẽ giúp cho người chồng yêu thương vợ nhiều hơn. Tương tự, nếu treo một dây ớt đỏ ở phía đầu giường vợ hay nằm cũng có tác dụng tăng thêm lòng yêu thương của vợ đối với chồng. Ngoài những vật phẩm tương đối dễ tìm đã kể trên thì miếng ngọc bội long phượng cũng là loại vật phẩm tượng trưng cho hạnh phúc. Theo phong thủy, miếng ngọc long phượng nên treo ở đầu giường hai vợ chồng bởi tương truyền thì chỗ nào có rồng, chỗ đó có phượng. Cho nên, người yêu thương nhau sẽ luôn bên nhau giống như long phượng. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là bà chúa của các loài hoa. Loài hoa này thể hiện vẻ đẹp sang trọng, quý phái, sức hấp dẫn nồng nàn, cảm xúc của sức trẻ toát ra mạnh mẽ, đem lại vẻ đẹp, sức quyến rũ và may mắn trong tình yêu. Phụ nữ đem vòng tay này trên người sẽ tăng cường hỉ khí, tăng sức hấp dẫn, sự tự tin, vẻ duyên dáng, pha chút hóm hỉnh và đầy cá tính. Nếu bạn chưa có người yêu thì tương lai sẽ có nhiều người chờ đón. Nếu bạn đã có gia đình thì có thể coi đây là một trong những nhân tố giữ gìn hạnh phúc, đeo vòng trên cánh tay phải. Rồng và phượng, biểu tượng rất cao quý nằm trong bộ tứ linh. Rồng tiêu biểu cho cha, người chồng, người quân tử, hoàng đế. Phượng là biểu tượng của người phu nhân, người vợ, hoàng hậu. Sự kết hợp của rồng và phượng là biểu tượng tuyệt vời của hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn, thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội. Dùng đôi rồng phượng bày trong phòng ngủ để đem đến một cuộc sống gia đình hòa thuận, êm ấm, con cái tốt lành. Ngoài ra, bày trong phòng khách, phòng làm việc sẽ có tác dụng chống lại hung khí, đem đến sự vượng phát, tài lộc và công danh. Trái tim là biểu tượng của tình yêu, sức quyến rũ của phái nữ. biểu tượng của hôn nhân và đời sống gia đình hạnh phúc. Trái tim màu hồng được làm bằng pha lê mang tính chất thổ nên có tác dụng đem lại tình yêu, sự may mắn. Nếu bạn chưa có gia đình thì sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Nếu đã có gia đình thì bạn sẽ thêm hạnh phúc, sự chung thủy, bày trong phòng ngủ, bàn trang điểm, mang trên người. Nên treo tranh ảnh trẻ em và trái cây chín trong phòng ngủ vì chúng mang ý nghĩa tượng trưng cho kết quả của việc hợp nhất tốt đẹp. Đặt những ngọn đèn nhỏ màu đỏ trong phòng để tăng cường sự đam mê và sung mãn. Tránh đặt hành thủy, bể cá, bồn rửa mặt trong phòng ngủ vì sẽ gây hiểu lầm, bất hòa và ngủ không an giấc. Các bạn thân mến, trên đây Tử Vi Cải Mệnh đã chia sẻ với các bạn một số biện pháp phong thủy giúp cho cuộc sống vợ chồng được hòa hợp, hạnh phúc hơn. Và điều quan trọng nhất vẫn là ăn ở làm sao cho hợp đạo lý, tu tâm dưỡng tính, thấu hiểu và nhường nhịn đối phương thì cuộc sống vợ chồng sẽ ngày một tốt hơn thôi. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ cũng như đăng ký để giúp cho kênh ngày một phát triển hơn. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.